Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum. Bộ Công Thương điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum. Lãnh đạo Tổng Cục Quản lý Thị trường đề nghị ông Nguyễn Trường Giang tiếp tục kế thừa và phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết cùng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng quản lý thị trường ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Đặc biệt, trong giai đoạn giáp tết nguyên đáng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Con Tum đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng.